Màu tím hoa sim. Xe đi qua miền Goa xuống Kerala, xuôi theo biển về phía nam, tôi thấy hoa phượng đỏ. Trên những con đường nhiệt đới Ấn Độ, hương đồng cỏ giống Việt Nam quá. Ngày xưa còn là học trò, tôi cũng thích những bài ca màu hoa phượng thắm như máu con tim. Và những bài thơ nói về hoa sim, cả hai loài hoa đều mang mát buồn, nở trong mùa hạ nắng, mùa học trò chia tay cuối sân trường. Trên đồi Zen ở Bohi Zendo không có phượng vĩ, nhưng có màu tím hoa sim. Mấy mươi năm rồi, bây giờ tôi mới nhìn lại được những cánh hoa sim. Ngày xưa còn bé, mùa tháng năm dâng hoa, chỉ biết nô đùa, không biết màu tím trên bàn tay những người thiếu nữ nữa là lời kinh đẹp như thế nào. Đã 25 năm xa xứ không thấy màu tím hoa sim, thấm thoát thế mà một phần tư thế kỷ. Hôm nay đứng nhìn màu tím không còn cánh hoa tím năm xưa ở xứ đạo nhỏ quê xa. Rừng quê ngoại không còn hoa sim nữa, dân nghèo phá hết rừng rồi. Người thiếu nữ năm xưa dân hoa cũng bỏ quê nghèo theo màu tím nhòa theo dòng đời. Trên núi rừng đất Ấn hôm nay cho tôi nhớ một màu tím năm xưa, nhìn xuống màu tím cuộc đời và những bước chân tôi đang đi. Tôi đang trong tuần thánh. Cây thánh giá trong niệm đường đã bọc khăn tím. Dưới cây thánh giá, Đức Phật như ngồi thiền dưới màu tím hoa sim. Bên lối vào thiền viện có hai bụi sim già rất to. Tôi chưa bao giờ thấy màu tím đẹp như thế. Những cánh sim tắm nắng trong ban mây, cứ nắng tinh sạch vô ngần trên đồi cao, không bụi đường, không khói xe, màu tím rực lên thanh tao. Sim trên gió núi, nắng rừng, sương đêm chưa tan hết còn đọng trên cánh sim mềm, long lanh nhẹ rung theo gió, giọt sương sáng như nước mắt của hạnh phúc. Vào mùa chay, giáo đường mang màu tím buồn, màu tím bên bàn thờ, trên thập giá. Là linh mục, tôi thích màu tím trên phẩm phục lúc dâng lễ. Đứng bên bàn thờ dâng lễ như dâng lên Chúa màu tím cuộc đời mình. Tôi thích mùa chay, mùa của màu tím hoa sim. Màu đen buồn lắm, nó như tan chế. Còn màu tím không tuyệt vọng khóc thương mà là thương và nhớ. Thương vì có xót xa cho một lỡ lầm nào đó. Nhớ vì có mong chờ, có gọi đi và muốn nghe hồi âm. Trên thập giá, màu hoa sim gọi giáo dân về một chuyện tâm hồn, chuyện giữa ta và Chúa. Thương vì lỗi lầm, nhớ vì có thứ tha. Trong màu tím có đau buồn mà không tuyệt vọng, có nước mắt mà hạnh phúc, có chút xót xa nhưng cũng có an ủi. Đứng nhìn những cành hoa sim tím trên đồi thanh lặng, thánh giá phủ màu sim tím trong thiền đường. Nhớ nhung bâng khuâng của tình cảm đưa tôi về những mảnh đời có màu tím trong cuộc sống. Năm xưa, năm 1989, ngày mới thụ phong linh mục, tôi qua giúp một vụ trại tị nạn Palawan, Philippines. Kinh nghiệm một vụ đầu tiên của một linh mục mới ra trường là một đốm màu tím buồn. Hôm ấy, tôi dặn rất kỹ sẽ rửa tội cho cháu bé lúc 7 giờ sáng. Tôi ngồi đợi 7 giờ 15 không thấy ai lên. Tôi chờ đến 7 giờ 30 rồi đi họp một vụ. Đang họp, có người gọi rửa tội. Tôi có lý do để từ chối vì đang họp. Tôi cũng có thể bảo họ chờ ngoài nhà nguyện, họp xong tôi sẽ rửa tội. Nhưng tôi không làm thế. Bất chợt, tôi nóng tính. Tôi thấy cần phải tập cho họ biết làm việc theo giờ giấc. Tôi đem theo lối làm việc của người Mỹ qua trại tị nạn. Nghĩ lại lúc ngồi chờ từ 7 giờ, tôi càng bực mình. Tôi từ chối rửa tội cho cháu bé, hẹn họ phải đem cháu bé lên nhà thờ đúng 6 giờ sáng hôm sau. Trong tôi lẫn lộn cả hai ý nghĩa, vừa muốn tập cho họ phải đúng giờ, vừa bực vì phải đợi. Tôi còn nhớ khuôn mặt của cha mẹ cháu bé. Biết có lỗi không đúng giờ, họ sợ hãi bế cháu về.
Câu chuyện trôi qua đến một ngày không ngờ. Cha già Crawford người Mỹ, cha làm lên một thừa sai ở Việt Nam từ thập niên 50, sau biến cố tháng 4 năm 75, ngài bị trục xuất. Cha qua Borneo truyền giáo 9 năm. Khi có trại tị nạn, ngài trở lại với người Việt Nam. Năm đó cha đã ngoài 70. Từ ngày tôi từ chối rửa tội cháu bé đến hôm tâm sự với cha Crawford có lẽ đã mấy tháng qua. Vào một buổi chiều sau cơm tối, trong lúc thong thả, cha kể chuyện ngày xưa truyền giáo bên Tàu. Giữa lúc vui, tôi chân thành hỏi cha. Với bao nhiêu kinh nghiệm truyền giáo, cha có thể cho con một kinh nghiệm một vụ không? Điều gì nếu cha muốn nói cho một linh mục mới ra trường? Thinh lặng một chút, hơi e ngại nhưng thân tình, cha gọi tôi là Joe thay vì Joseph. Cha nói với tôi: bữa nọ tôi thấy cha từ chối rửa tội cho một đứa bé. Bây giờ tôi giật mình. Lâu rồi tôi nhớ làm gì? Sao cha Crawford lại biết? Vì bất ngờ nên tôi hồi hộp, không biết ngài sẽ nói gì đây. Joe, cha qua Mỹ quá lâu rồi, quen lối làm việc giờ giấc của Mỹ. Hôm ấy tôi ở trong phòng, nghe thấy cha mắng bố mẹ nó là không đúng giờ. Tập cho họ đúng giờ là tốt, nhưng cha cũng phải nghĩ, những người Việt Nam đánh cá này, họ ở miền quê sống không cần giờ giấc. Có khi họ chẳng có đồng hồ. Làm sao họ quen được lối làm việc của Mỹ? Cha già dừng lại một chút. Nghe cha nói vậy, trong tôi hối hận vô cùng. Tôi thấy mình không nhạy cảm đủ. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe. Cha già nói thêm: nếu là tôi sẽ rửa tội cho nó. Cha mẹ nó không đúng giờ, nhưng đứa bé nào biết gì. Joe, cha thấy đường trong trại bụi bặm dơ giấy. Bố mẹ nó phải bế từ cuối trại lên nhà thờ. Bụi đường có thể làm cho nó mang bệnh. Đứa bé mới sinh, nó như vỏ trứng phải săn sóc cẩn thận. Tội nghiệp nó chẳng biết gì hết. Nếu là tôi rửa tội rồi. Nghe cha già nói thế, tôi thấy buồn. Nhớ đến hình ảnh đứa bé, tôi thấy cay trong mắt mình. Cha già nói tiếp: trong phòng, hôm đó tôi nghe cha từ chối không rửa tội. Tôi không nói gì, vì các linh mục trẻ thường đều tự ái. Hôm nay cha hỏi nên tôi mới nói. Tôi lại càng thấy cay trong mắt hơn, như sương sương mờ đi. Không ngờ trái tim cha già nhẫn nại như thế, tế nhị như thế. Người trẻ thường làm cho người già lẩm cẩm, không hợp thời. Thực sự trải nghiệm chỉ mua được bằng thời gian. Nơi họ có kho tàng mà mình không xin, không tìm, không thấy. Hôm nay nhìn màu tím hoa sim trên đồi, tôi trở về kỷ niệm của những mảnh đời màu tím của mình. Sau 6 năm làm việc, tôi rời trại tị nạn năm 1995. Mình cha già ở lại cho đến ngày trại đóng cửa. Tuổi già như lạc đất sống, cha muốn chết ở Việt Nam nhưng mơ ước không thành. Cuối đời cha bị ung thư, cha ở Philippines mãi, đem về nước Mỹ vài tuần cha mới qua đời. Cha mất ngày 16 tháng 3. Tôi đến thiền viện ngày 9 tháng 4, hôm nay đã qua ngày giỗ thứ hai của cha. Nhớ về tháng ngày năm xưa ở trại tị nạn, cứ vào mùa chay và phục sinh là cha già ngồi giải tội suốt ngày để cho tôi có giờ tập những nghi thức tuần thánh. Cha không bao giờ mỏi mệt với tòa giải tội. Hôm nay ngày thứ bảy vọng phục sinh, trong thanh lặng, tôi nhớ về những kỷ niệm xa xứ. Nhìn chung cánh hoa sim, tôi thấy màu tím đơn côi giữa núi rừng. Hoa sim trên cánh rừng quê ngoại năm xưa không còn nữa, màu tím thản nhiên bình an trong thương và nhớ dịu hiền. Trong đời tôi cũng có những mảnh trời màu tím. Lối vào thiền viện, những cánh sim có mang mát buồn, nhưng hoa sim vẫn đẹp, màu tím nhẹ nhàng không tuyệt vọng. Hôm nay thứ bảy tuần thánh vọng phục sinh, ngoài đồi kia, hoa tím đang hong gió núi và nản ban mai. Tôi muốn gửi vào gió nắng hai bóng hình. Cha già năm xưa từng chiều ngồi bên tòa giải tội và em bé không biết bây giờ ở đâu.
con xin gửi kỷ niệm về cha. Người cha già đã ra đi để lại trong con màu tím rất đẹp. Tôi gửi lại em bé năm xưa màu tím buồn và niềm thương của tôi ngày hôm nay. Ấn Độ, tuần thánh năm 2001. Linh mục Nguyễn Tầm Thường.